Đầu tiên, tôi xin chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam với kết quả ngày hôm nay. Trong hiệp 1, Myanmar là đội chơi tốt hơn và tôi tự hào về điều này. Nhưng sang hiệp 2, chúng tôi mắc phải một số sai lầm khi mà đội Việt Nam chơi pressing rất tốt còn các cầu thủ của chúng tôi mất đi sự bình tĩnh và không duy trì được như hiệp 1. Phải khẳng định Việt Nam là một đội bóng rất mạnh. Họ có một vài ngôi sao có thể tạo nên sự khác biệt và đặc biệt, họ cầm bóng và ban bật rất tốt. Phải nói là thế này, đầu tiên để cho tôi thay mặt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam xin gửi cảm ơn, chân thành cảm ơn những người hâm mộ bóng đá trong cả nước và những người mà đã theo chân suốt đội tuyển bóng đá chúng tôi vừa qua để cổ vũ ủng hộ và cảm ơn các cái đài truyền hình, đài báo truyền hình trong cả nước đã vừa qua đã quan tâm đến chúng tôi rất nhiều. Đây là cái năm mở màn cho tất cả những đội bóng của Liên đoàn bóng đá chúng tôi thi đấu và tôi là đội bóng nữ là mở màn và chúng tôi đã giành được cái thắng lợi và chúng tôi đã đạt được cái thành tích đầu tiên cho cái bóng đá Việt Nam. Trong đầu tôi thì tôi luôn luôn mơ ước là như vậy, và mơ ước là đi World Cup. Thế nhưng mà đến đấy thì cũng còn một cái khoảng cách rất là xa, chúng tôi phải phấn đấu nhiều. Vẫn cái lực lượng này và chúng tôi có một số thêm những gương mặt trẻ nữa cũng là 20 tuổi nữa. Thí dụ như là Nguyễn Thị Ngân của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia đội tuyển. Thì chúng tôi sẽ có tăng cường cái lực lượng trẻ lên để chúng tôi đào tạo và chúng tôi bổ sung thêm những cái vận động viên đã nghỉ, thí dụ như Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa qua đã nghỉ. Và chúng tôi sẽ có cái thời gian, như lúc ấy tôi nói, có thời gian dài để chúng tôi củng cố lại và tập lại những cái bài miếng phối hợp cho nó thật tốt để chúng tôi tham dự SEA Games.